mấy cái đồ của Mộc là toàn Mộc thiết kế Mộc làm không à. Bởi vì cái tâm lý mà những cái đồ thiết kế ở Mộc, nói thẳng là khu làng nghề Mộc luôn, làm thiết kế thường ấy là người ta hay pha ván gỗ công nghiệp vô, hay là người ta pha mấy cái FF vô, hay người ta làm bóp bóp kích thước lại thì nó làm rất là dở. Nên Mộc thường là mấy cái đồ nhà nhà Mộc Mộc xài ấy. Mấy bữa nếu mà được thì Mộc sẽ quay cho mọi người coi cái clip mà cái tủ áo trẻ em ở nhà Mộc là Mộc cũng làm luôn, hay mấy cái kệ là Mộc làm Mộc xài hết, chứ Mộc không có đi mua hàng mua sẵn toàn làm theo kiểu chợ làm cho nó có, nên Mộc không có thích theo kiểu như vậy. Thì đùa mọi người xíu ấy, Mộc là Mộc thuộc dạng là dân chơi võ á mọi người, mà chơi nhiều năm rồi. Nếu mà Mộc tính ra là Mộc tập võ là Mộc tập từ hồi năm Mộc 23 ấy. Năm nay Mộc 32 là tập 9 năm rồi. Nhưng mà Mộc bỏ thời gian đó mọi người, có thời gian là Mộc tập trung kinh doanh ấy, nên Mộc bỏ. Nhưng mà tập võ nó rất tốt cho cái ý chí của mình với nghị lực các mọi người. Để kiểu như là mình lì, mình không có bỏ cuộc, hay là mình tập trung hơn á, nên tập võ rất là tốt. Bởi vì sao mà Mộc nói như vậy? Bởi vì Mộc đang giới thiệu cho mọi người cái tủ quần áo gỗ trẻ em này, thì mọi người nên cho trẻ nhà mọi người tập võ hay là chơi thể thao. Chơi thể thao thì nghị lực nó không mạnh bằng tập võ đâu nhá mọi người nhá. Tập võ thì cái nghị lực nó cao hơn rất là nhiều. Và đây cho mọi người coi cái tủ trẻ em. Cái này là gỗ thông phủ sồi và gỗ sồi, mấy cái chỉ nó gỗ sồi nhưng mà nó là gỗ thông phủ sồi rất là nhiều. Và tủ này là tủ gỗ trẻ em nhé mọi người. Mộc làm cho cái chị khác này của Mộc thì chị đặt để đồ cho hai con nhỏ của chị. Chị mới có một đứa thôi nhưng mà chị đặt, chị phòng hờ cho chị sinh đứa thứ hai. Thì mọi người thấy ấy, cái tủ ấy nó có nhiều cái hộc tủ như thế này à. Thì khi mọi người gấp quần áo, quần đồ cho trẻ ấy, mọi người cứ bỏ vô trong này hay này thôi thì nó rất là tiện. Xong mấy cái đồ nhỏ nhỏ mọi người gấp, mọi người để lên trên này. Hoặc là cái có cái bình mà bình để vợ Mộc có sử dụng cái bình gì nhỉ? Cái bình mà mình cho bình sữa vô mình tiệt trùng mọi người. Nó cao cao như vậy à, mình để vô trong này mình sử dụng luôn. Đấy, cái hộc này nó làm cao là tác dụng như vậy. Cái hộc này cao bao nhiêu nhỉ? Cao 43,5. Đấy, hộc bên này để đồ. Còn bên trên này thì nó cũng có một tầng để đồ luôn. Mình để bao lô túi sắt nhỏ nhỏ hay mấy cái đa nịt vừa mình điệu con mọi người. Mộc hay điệu con chăm con nên Mộc hiểu. Đấy, mình để mấy đồ trên trên này. Còn mấy cái này thì mình để quần áo mình treo. Nghĩa là mình treo mấy cái đồ áo khoác này, hay là mấy cái đồ mà mới hay mấy đồ mà đi chơi đi đồ ấy, thì mình sẽ treo lên trên này. Ở dưới này mình cũng tận dụng mình để mấy cái khăn em bé nữa. Nghĩa là mấy cái khăn mà mọi người tắm cho con, hay mấy cái khăn sữa, xong mấy khăn đồ mọi người để dưới cho học này. Học dưới này thì mọi người thích thì mọi người để khăn như vậy cũng được. Không thì mọi người để quần áo cho bé thứ hai. Đấy, hai con để đồ chung với nhau thôi. Thấy tủ ấy tiện không? Đấy. Bởi vì Mộc ấy là có con nhỏ nên Mộc thiết kế những cái này Mộc hiểu. Nhưng mà thực ra là cái này là vợ Mộc thiết kế, nó chuẩn ra là vợ Mộc thiết kế cái mẫu này. Mẫu này thì ngang của nó là 1m2, cao là 1m66 và sâu là 48. Và nó là gỗ thông phủ sồi. Nó có mấy cái chỉ nẹp ngoài này là gỗ sồi này, còn cái lõi bên trong đó là thông phủ sồi. Đây cho mọi người coi, cái này là thông phủ sồi toàn bộ đấy mọi người nhá, nó không có gỗ công nghiệp. Đấy, chị khác này chị đặt thì giá nó tầm trung mọi người. Đây là thông phủ sồi mọi người thấy không, cái nó lõi bên trong là gỗ thông ghép phủ à, hoặc là gỗ cao su. Cái này là cao su này, cái gỗ cao su. Cái này thông này, cái này thông này. Nói chung là cái ván gỗ phủ ấy thì thường Mộc mua này nó có hai loại là thông với cao su. Tại vì nó tùy lô mà cái bên công ty nó sản xuất, nó có cái gỗ nào thì Mộc mua cái gỗ đấy. Đấy, nó là gỗ toàn bộ đó mọi người. Đấy, mấy hộc này làm ngăn kéo như thế này, làm ray trượt. Đấy, bài học mọi người để đồ thấy đẹp không? Là mọi người coi cái ngăn kéo tủ à, Mộc hay chỉ mọi người coi cái ngăn kéo tủ à. Mọi người thấy cái bản lề nó đi, nó chạy, nó phải đều nhau à. Nó là một cái đường thẳng mọi người. Đấy, nó cân đối. Đấy là cái nền này nó chưa có cân đây nha. Nền chưa cân, nếu mọi người để trên một cái nền thẳng nó sẽ cân đối hơn. Mấy cắn này cắn phủ hết rồi mọi người. Chỉ nẹp gỗ ngoài thôi chứ bên trong nó là vân phủ hết ấy. Mọi người thấy cái vân này sọc sọc ở giữa này. Mọi người nhìn ở đằng sau này, mọi người thấy không? Nó là thớ vân cong rồi.
Bởi vì mộc chạy cái chỉ nẹp ấy, mộc chạy cái chỉ gỗ bên ngoài ấy là gỗ sồi ấy. Mộc chạy mộc kẹp lên bên ngoài nên mọi người nhìn mọi người không biết đâu. Đấy, nhưng mà mọi người sẽ thấy cái chỉ gỗ nó kẹp bên ngoài này, mọi người thấy không? Mình che đi mấy cái đường ghép á. Đấy. Thì loại này 7.3 triệu. Đấy, cho loại ngang 1m2, sâu 48, cao 1m66. Làm cho khác đấy mọi người. Đấy mọi người thấy thế nào? Một lưu ý nhỏ khi xài những cái tủ này á mọi người. Nghĩa là cái tủ này mình thiết kế rất là sâu, nó sâu 48. Nhưng mà mọi người thấy cái hộc bên trong để đồ này, mọi người thấy không? Cái chiều sâu mà mọi người sử dụng trong đây ấy này, nó sâu ra 45.5 này. Đấy. Thì nếu mà mọi người đóng cái tủ ngăn kéo tủ này là dô này nó mình còn sử dụng nha. Mọi người thấy không? Cái cánh tủ nó đóng này nó đóng tới mép ngoài thôi. Thì nó còn sâu 45.5. Thì để mọi người khi mà mọi người để quần áo vô trong này, quần áo con nít nó không to như quần áo người lớn đâu mọi người. Nên nó để nó có rất là nhiều không gian để mọi người để, chứ không phải là mình làm chẳng hạn như bây giờ mình mua một những tủ nhưng mà mình thiết kế chẳng hạn, mình thiết kế chẳng hạn như là nó 34 hay 35 thôi. Thì là người ta làm thiết kế như vậy để người ta làm ăn gen thôi. Đấy, thì nó làm như vậy thì nó không có để được đồ, hay nó để nhiều khi để nó bị lòi lòi ra hay là gì đấy, thì cái đấy thì nó cũng là một cái dở. Đấy, nên cái loại này mộc thiết kế, mộc hiểu cái tâm lý đây, mộc làm nó to. Và những cái hộc ngăn kéo này của mộc à, mọi người để ý, làm chẳng hạn như cái hộc ngăn kéo bên ngoài này đi là 30 phải không, thì cái hộc để đồ bên trong này là 25. Và mình rất là làm rất là to và sâu, nghĩa là sâu suốt cái chiều dài của tủ là 45 luôn. Mọi người thấy không? Nó sâu sâu tuốt luốt luôn. Đấy. À, sâu vô này, nếu mà nó trong vắt kia nó ra 44 á. Nó có cái vắt này mọc không nhét vô được. Đấy. Thì mọi người thấy không? Nó sâu hết cái tủ luôn thì mình để được nhiều đồ hơn, có nhiều không gian để mình để hơn. Đấy, chứ không phải là mình làm xong cái hộc ngăn kéo thì mình làm ăn bớt 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 chút 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 chút, chút lại nha mọi người. Đấy. Mộc thường như mộc nói là những cái tủ này thường ở khu làng nghề mộc, mộc nói là mộc không bao giờ mộc đi mua sẵn hết. Mấy cái đồ của mộc là toàn mộc thiết kế mộc làm không à. Bởi vì cái tâm lý mà những cái đồ thiết kế ở mộc nói thẳng ở khu làng nghề mộc luôn. Làm thiết kế thường ấy là người ta hay pha ván gỗ công nghiệp vô, hay là người ta pha mấy cái FF vô, hay người ta làm bóp bóp kích thước lại thì nó làm rất là dở. Nên mộc thường là mấy cái đồ nhẹ nhẹ mộc xài ấy. Mấy bữa nếu mà được thì mộc sẽ quay cho mọi người coi cái clip mà cái tủ áo trẻ em ở nhà mộc là mộc cũng làm luôn, hay mấy cái kệ là mộc làm mộc xài hết, chứ mộc không có đi mua hàng mua sẵn toàn làm theo kiểu chợ làm cho nó có, nên mộc không có thích theo kiểu như vậy. Nên thường những cái hàng mà mộc bán cho mọi người cũng như vậy luôn, làm theo kiểu như là đúng như kiểu như mộc xài luôn, mộc muốn xài cái hàng đấy nên mộc làm chất lượng nó là như vậy luôn. Nên hàng của mộc mọi người nhìn nếu ra ngoài mua không bao giờ có, hoặc là có thì nó cũng hiếm rồi. Nên đẳng cấp của mộc nó sẽ là như vậy. Và lưu ý nhỏ khi xài cái tủ này, nó tiện dụng nhớ là cái tủ này cao 1m66 thôi. Thì mọi người lúc mà mọi người để ba lô này, được tủ để xét tường này, mọi người có thể để ba lô, túi sắt hay là mấy cái đồ của con, túi cặp đi học thì mọi người cứ để lên trên này. Gấu bông, gấu đồ để lên trên này luôn. Nó tiện dụng không? Đó, cái tủ này cho con nít là cực kỳ tiện dụng luôn. Rồi 7.3 triệu một cái mọi người.